Bích kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Hôm nay gửi đến với quý vị bài viết trên Bookstagram.com. Tác giả đó là Robert Price, Thụy Minh lược dịch. Ý nghĩa thật sự của lòng ái quốc. Ngày lễ độc lập thật là đúng lúc để chúng ta cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa thật của lòng yêu nước của người Mỹ. Đó không phải là hô hào được làm đám đông MAGA, những người xem lòng yêu nước là sự cần thiết phải thắt chặt giới hạn. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, đất nước này đã mở cửa cho những người chạy khỏi chế độ bạo tàn từ mọi nơi trên thế giới. Ý nghĩa của lòng yêu nước cũng không có trong sự cuồng nhiệt của những người muốn nước Mỹ trở thành một quốc gia cơ đốc giáo da trắng. Sứ mệnh đạo đức của Hoa Kỳ là mở rộng điều hòa, cấp lại quyền bình đẳng cho phụ nữ, người da đen, người Mỹ bản địa, người từ châu Mỹ Latin, nhóm đồng tính luyến ái, Hồi giáo, Do Thái, vô thần và những người tin tưởng theo thuyết bất khả thi. Những người yêu nước chân chính không gây phân biệt dân tộc, tôn giáo hoặc chia rẽ sắc tộc. Những người yêu nước không có đồng tính hay phân biệt giới tính. Những người yêu nước tìm cách định dạng, cố định và tôn vinh ý nghĩa của chữ chúng ta trong câu chúng ta những người dân Mỹ. Những người yêu nước chân chính cũng không mù quáng trước những bất công xã hội. Họ không cấm sách hay ngăn cản việc giảng dạy về lỗi sai sót của ông bố chúng ta trong quá trình làm việc. Họ kết hợp tận tâm yêu thương nước Mỹ với khát vọng hướng đến công lý. Đất nước này là đất của bạn. Đất này là đất của tôi. Woody Guthrie đã hát như vậy. Và Langston Hughes yêu cầu, hãy để nước Mỹ trở lại là nước Mỹ, vùng đất chưa từng có. Và phải là vùng đất mà mọi người đều được tự do. Mảnh đất của tôi, người nghèo, người da đỏ, người da đen, tôi. Ý nghĩa của lòng yêu nước cũng không phải từ những biểu hiện, biểu tượng của lòng trung thành như đứng hát quốc ca và cờ hoa. Ý nghĩa của sự việc của người yêu nước nằm ở việc chia sẻ một cách công bằng những gánh nặng trong việc giữ gìn quốc gia đi lên, hy sinh vì lợi ích chung là toàn bộ tiền thuế. Thay vì vận động hành lang để có mức thuế thấp hơn hoặc tìm kiếm lỗ hổng về thuế để giải quyết hoặc tuồn tiền ra nước ngoài là kiềm chế những công cụ làm hỏng quản lý nền tảng của chúng ta, lên tiếng về các quyền. Thậm chí có khi mọi người có thể bị mất việc vì hành động đó. Tình nguyện thời gian và sức mạnh để cải thiện đồng hồ và đất nước. Lòng yêu nước có liên quan đến việc tăng cường dân chủ của chúng ta, quyền bầu cử, bảo vệ bầu cử và bảo đảm dân chúng được nghe hơn. Không làm việc tuyên bố bầu cử, không gian lận trong khi không có giấy chứng nhận nào cho hàng triệu người bỏ phiếu. Không thúc đẩy luật cho người dân khó đi bỏ phiếu hơn là vì lời nói khủng khiếp này. Không tranh cử dựa trên những lời nói dối về bầu cử gian lận. Những người yêu nước chân chính không đặt lòng trung thành với đảng phái chính trị của mình trên tình yêu nước Mỹ. Những người yêu nước chân chính không ủng hộ một đảo chính có mục tiêu chủ mưu. Người ta báo cáo nó ngay cả khi có cuộc đảo chính được hô hào thúc đẩy bởi cấp trên của mình, thậm chí cả khi cuộc đảo chính được lập kế hoạch và chuẩn bị bởi một hệ thống người đứng đầu của họ. Khi người phục vụ trong văn phòng công quyền, những người yêu nước chân chính không cố gắng nắm giữ các quyền sau khi cử tri không bầu chọn nữa. Họ không kiếm tiền từ dịch vụ của họ. Khi máy chủ tư cách là thẩm định, họ tự loại mình ra khỏi những trường hợp có thể có những xung đột về lợi ích. Khi server ad thượng viện, họ không sử dụng
bộ lọc để ngăn cản các luật mà họ không đồng ý. Khi máy chủ trong các công cụ thiết lập của tiểu bang, họ không cố gắng ngăn các lá phiếu của những người có thể không ủng hộ họ. Khi máy chủ tại tòa án tối cao, họ không bỏ qua tiền lệ để áp dụng hệ thống tư tưởng của riêng mình. Những người yêu nước hiểu rằng khi họ phục vụ công việc của họ là duy trì và xây dựng lòng tin của họ đối với các cơ quan và tổ chức mà họ chịu trách nhiệm. Nước Mỹ đang gặp khó khăn. But it's not due to many. Di dân bất hợp pháp qua biên giới không phải do color white bị mai một hoặc chúng ta mất đi sự tôn trọng của hệ thống giáo dục của mình. Chúng ta không đứng hát quốc ca hay không kỷ niệm lịch sử cũng không phải vì chúng ta có sự kiện không gian lận trong bầu cử. Chúng tôi đang gặp khó khăn bởi vì chúng tôi đang mất đi sự hiểu biết về thực tế về việc yêu cầu đất nước hỏi ở tất cả chúng ta. Thưa quý vị, vừa rồi đó là câu chuyện thời sự do Liên Bích trình bày. Trân trọng kính chào.